Xin chào các bạn đang xem kênh S Garden. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại hoa rất là đẹp, đó là hoa đỗ quyên. Trước mắt các bạn là những cây hoa đỗ quyên rất là xinh xắn và đáng yêu. Màu hoa rất là đẹp, hoa màu hồng nhé các bạn. Đây, hoa đỗ quyên đang bắt đầu nở đây. Màu hoa của nó đây, lá rất là xanh và hoa đỗ quyên kép màu hồng rất là tươi tắn. Đấy. Hoa rất là đẹp, nhiều nụ, rất nhiều nụ. Hoa đỗ quyên thì thường được trồng ở những nơi lạnh, ở những cái vùng núi có địa hình cao, khí hậu mát mẻ, thích hợp với trồng hoa đỗ quyên như là các tỉnh miền núi phía Bắc có rất nhiều các loại hoa đỗ quyên. Và hoa đỗ quyên thì rất được ưa chuộng các dịp Tết. Sau khi mà chúng ta mua những cái chậu hoa đỗ quyên này ngày Tết, chơi Tết xong thì chúng ta có thể trồng ở chậu để tưới bóng mát và tưới cho cây hoa đỗ quyên, có thể là tưới nước vo gạo để chua khoảng một ngày, tại vì hoa đỗ quyên nó ưa với độ pH trong đất cao, tức là có tính chua. Hoa đỗ quyên này thì gồm có rất nhiều màu sắc, gồm có màu đỏ, màu trắng, màu hồng và một số màu khác. Có hai loại là loại đơn và loại kép, còn màu sắc thì có nhiều màu sắc khác nhau. Ở đây thì chủ yếu là màu hồng các bạn nhé. Đấy. Màu hồng. Ở đây có một cây hoa màu đỏ. Hoa đỏ đậm này. Đấy. Ngày Tết thì người ta chủ yếu là hai loại màu đỏ và màu hồng như vậy. Và cái hoa đỗ quyên này đặc điểm của nó là rất là bền, chơi được lâu. Sau khi chơi Tết chúng ta có thể chơi hết thân riêng, hoa vẫn còn. Sau khi hoa tàn thì các bạn có thể trồng ở chậu và để dưới bóng mát, đối với để tránh khí hậu thời tiết nó nắng nóng làm cho cây bị chết, để chơi sang năm. Vì vậy thì nó cũng sang năm nó sẽ ra hoa, nhưng mà hoa sẽ không được sai như là ở các vùng chuyên trồng, tại vì họ rất là có kỹ thuật. Hơn nữa là khí hậu thời tiết thích hợp với cây hoa đỗ quyên là ở những nơi khí hậu mát mẻ, ở các tỉnh miền núi phía Bắc hoặc là ở trong miền Nam thì có Đà Lạt thì cũng có nhiều hoa đỗ quyên. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn đang xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video tiếp theo của kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.